Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện đầy bí ẩn và hấp dẫn xoay quanh Đức Đạt Lai Lạt Ma và những biến cố lịch sử Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma sinh vào tháng 6 năm 1935. Theo các tài liệu lịch sử, Ngài đã gần 80 tuổi. Nhiều người, bao gồm cả các bác sĩ, tin rằng Ngài sẽ sống thọ hơn 90 tuổi. Quý vị biết đấy, theo truyền thống Tây Tạng đã có từ hơn 600 năm, Phật tử Tây Tạng tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Đạt Lai Lạt Ma hiện nay là hóa thân thứ 14. Dân Tây Tạng coi ngài là vị lãnh đạo Phật giáo và cũng là quốc trưởng của đất nước mình. Năm 2008, Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo chính trị. Ngài chuyển giao quyền lực cho quốc hội và nội các Tây Tạng do người dân bầu ra. Thêm vào đó, Ngài cũng sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo tôn giáo để chỉ còn là một nhà sư. Trước khi viên tịch, Ngài muốn nhân dân Tây Tạng ở trong và ngoài nước cùng cho ý kiến về thủ tục xác định người lãnh đạo Phật giáo tiếp theo. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 còn sống, một vị cao tăng khác sẽ thay thế Ngài. Và cuối cùng, khi viên tịch, Ngài dự định sẽ đầu thai ở bên ngoài Tây Tạng để tiếp tục hoàng pháp trên thế giới. Quý vị nghĩ sao về những quyết định này? Câu chuyện càng thêm phức tạp khi liên quan đến Đức Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật số 2 của Tây Tạng. Năm 1989, Đức Ban Thiền Lạt Ma đời thứ 10 viên tịch. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã xác định một cậu bé tên là Gedhun Choeki Nima là hóa thân của Đức Ban Thiền. Tuy nhiên, năm 1995, cậu bé này đã bị bắt cóc và đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Trung Quốc sau đó đã chỉ định một cậu bé khác là Jane Kine Norbu làm Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 11. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Trung Quốc khẳng định rằng việc lựa chọn người kế nhiệm các vị Lạt Ma, bao gồm cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải do chính phủ Trung Quốc quyết định. Họ cho rằng điều này dựa trên một tiền lệ lịch sử. Tuy nhiên, theo truyền thống Tây Tạng, việc tìm kiếm người tái sinh là do các vị Lạt Ma tiền nhiệm tiến hành sự can thiệp của Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi và bất bình trong cộng đồng người Tây Tạng. Lịch sử Tây Tạng và Trung Quốc có nhiều khúc mắc. Năm 1950, Trung Quốc chiếm đóng một phần phía đông Tây Tạng. Năm 1959, Trung Quốc tấn công phần còn lại của Tây Tạng, é, dẫn đến cuộc nổi dậy của người dân Tây Tạng tại Lhasa. Đức Đạt Lai Lạt Ma phải sống lưu vong tại Ấn Độ từ đó đến nay. Tây Tạng trở thành một khu tự trị của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn được coi là lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng trên toàn thế giới. Ngài đã có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá Phật giáo. Năm 1963, ngài ban hành hiến pháp mới, tổ chức bầu cử quốc hội và nội các cho cộng đồng Tây Tạng lưu vong. Từ năm 1969, ngài đã bày tỏ mong muốn từ bỏ vai trò chính trị để người Tây Tạng tự lựa chọn lãnh đạo theo nguyên tắc dân chủ. Câu chuyện về Tây Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma là một câu chuyện dài và phức tạp. Nó chứa đựng những mâu thuẫn về chính trị, tôn giáo và văn hóa. Vậy các bạn, chúng ta có thể thấy rằng vấn đề Tây Tạng vẫn còn nhiều điều cần được giải quyết. Liệu tương lai của Tây Tạng sẽ ra sao? Đây là một câu hỏi lớn mà chúng ta cùng nhau suy ngẫm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo